Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Thưa quý vị và bà con, vẫn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, nên ngày hôm nay tại Thái Bình thời tiết vẫn nhiều mây và có mưa rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ngày hôm nay dao động từ 26 cho đến 33 độ. Thưa quý vị và bà con, gia cầm đẻ trứng như gà, vịt vào mùa nóng thường đẻ kém. Do đó, để gia cầm đẻ tốt, bà con cần lưu ý. Tùy thuộc vào tình hình cụ thể mà bà con gia tăng lượng thức ăn chứa protein. Vì lượng protein không đủ sẽ ảnh hưởng tới sản lượng trứng. Mùa nóng, tỷ lệ protein trong thức ăn của gà thường cao hơn tỷ lệ trong các mùa khác, khoảng 1-2%, đạt tới trên 18%. Bà con cần cung cấp nước sạch hợp lý, thường xuyên để gia cầm uống cả ngày lẫn đêm, đặc biệt là đối với vịt đẻ trứng. Lưu ý với máng uống phải dễ cọ rửa, làm vệ sinh thường xuyên. Với vịt thì máng uống nước uống được nhưng không tắm được. Với gia cầm đẻ trứng thì ánh sáng có vai trò quan trọng. Trong một số trường hợp, bà con bổ sung ánh sáng tự nhiên bằng ánh sáng nhân tạo trong 15 giờ có thể hỗ trợ quá trình sản xuất trứng. Vịt thường đẻ trứng vào ban đêm và vào sáng sớm. Gà cũng tương tự như vậy. Việc ngăn ngừa hư hỏng và tránh cho trứng tiếp xúc với môi trường ẩm ướt là nơi vi khuẩn sinh sôi rất quan trọng. Bà con lấy trứng trực tiếp lên khay đựng trứng, để trứng bẩn riêng biệt với trứng sạch. Nếu trứng bẩn, cần rửa sạch và chọn lọc trứng đạt tiêu chuẩn để đưa vào bảo quản. Quay trở lại thời tiết cụ thể tại các khu vực trong tỉnh ngày hôm nay được dự báo như sau. Thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư, huyện Kiến Sương và các huyện phía Bắc tỉnh như Hưng Hà, Quỳnh Phụ và Đông Hưng, mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa vừa và dông. Trong mưa dông đề phòng khả năng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ chung tại các huyện này dao động từ 27 cho đến 33 độ. Hai huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải ngày hôm nay cũng có chung hình thái thời tiết, mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông đề phòng khả năng có lốc sét và gió giật mạnh. Mức nhiệt ở hai huyện này phổ biến từ 26 cho đến 32 độ. Về thời tiết biển, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Bản tin thời tiết nông vụ sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi.